Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy giáo lại tiếp tục bổ trợ cho các em kiến thức về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Và hôm nay chúng ta cũng có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta đi nhắc lại một số lý thuyết và phần thứ hai là một số bài tập vận dụng cơ bản. Chúng ta đi vào phần thứ một lớn lý thuyết. Trong phần lý thuyết thì chúng ta cần phải nhớ được như sau. Thứ nhất là sẽ nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số. Chúng ta sẽ có khi so sánh hai số thực A và B bất kỳ xảy ra một trong ba trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là số A bằng số B, ký hiệu A bằng B. Trường hợp thứ hai, số A nhỏ hơn số B, ký hiệu A nhỏ hơn B. Trường hợp thứ ba, số A lớn hơn số B, ký hiệu A lớn hơn B. Cái tiếp theo, khi biểu diễn số thực trên trục số vẽ theo phương nằm ngang thì điểm biểu diễn số nhỏ hơn nằm ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn. Chúng ta có thể quan sát trên trục số điểm 0 và điểm 3. Điểm 0 nhỏ hơn điểm 3 thì điểm 0 nó sẽ nằm về bên trái của điểm 3. Các ký hiệu số A bằng số B, ta ký hiệu A bằng B. Số A nhỏ hơn số B, ta cũng ký hiệu A nhỏ hơn B. Số A lớn hơn số B, ký hiệu A lớn hơn B. Nếu số A không nhỏ hơn số B, thì ta có thể xảy ra hai trường hợp. A không nhỏ hơn B có nghĩa là A bằng B hoặc A lớn hơn B. Như vậy chỉ xảy ra hai trường hợp này. Từ đây ta cũng sẽ có một cái về so sánh sẽ liên quan đến A lớn hơn hoặc bằng B và nói gọn lại là A lớn hơn hoặc bằng B. Ví dụ với mọi x thì ta sẽ có x bình luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu C là số không âm thì ta hiểu là C lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu số A không lớn hơn số B thì ta sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đó chính là A bằng B hoặc là A nhỏ hơn B. Xảy ra hai trường hợp này thì ta nói A không lớn hơn B. Hay gộp lại thì ta sẽ được trường hợp đó chính là A nhỏ hơn hoặc bằng B. Chúng ta có ví dụ với mọi x thì ta sẽ có âm x bình sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nếu y không lớn hơn 3 thì ta có thể viết là y nhỏ hơn hoặc bằng 3. Từ đây thì ta cũng sẽ có thêm hai ký hiệu là số A lớn hơn số B. Trong trường hợp này ta sẽ có thêm một trường hợp nữa, đó chính là A lớn hơn hoặc bằng B. Số A nhỏ hơn hoặc bằng số B thì ta cũng ký hiệu A nhỏ hơn hoặc bằng B. Cái thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ đó chính là về bất đẳng thức. Cái thứ nhất đó chính là hệ thức có dạng A nhỏ hơn B hay A lớn hơn B, A lớn hơn hoặc bằng B, A nhỏ hơn hoặc bằng B, gọi tắt là bất đẳng thức. Trong đó A gọi là vế trái, B gọi là vế phải của bất đẳng thức. Ví dụ thứ nhất, ta có thể quan sát cho bất đẳng thức 7 cộng âm 3 lớn hơn âm 5. Xác định vế trái và vế phải của bất đẳng thức trên. Như vậy, ở đây chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra vế trái của bất đẳng thức đó chính là 7 cộng âm 3. Và vế phải của bất đẳng thức chính là vế còn lại, chính là âm 5.
Chúng ta sang phần thứ ba. Cái thứ ba mà phần cần phải nhớ đó chính là liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Với ba số A, B, C ta có, nếu A nhỏ hơn B thì A cộng C nhỏ hơn B cộng C. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta cũng có nếu A nhỏ hơn hoặc bằng B thì A cộng C cũng nhỏ hơn hoặc bằng B cộng C. A lớn hơn B thì A cộng C cũng lớn hơn B cộng C. Và cuối cùng cũng tương tự như vậy, ta có thể điền nốt được cái phần còn lại, đó là nếu A lớn hơn hoặc bằng B thì A cộng C sẽ lớn hơn hoặc bằng B cộng C. Chúng ta sẽ có đáp án. Và đây cũng chính là tính chất của liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Tính chất này chúng ta có thể phát biểu thành lời như sau. Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức, ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Chúng ta xét ví dụ thứ hai. Chứng tỏ 2003 cộng với âm 35 nhỏ hơn 2004 cộng âm 35. Chúng ta sẽ suy nghĩ và giải cái ví dụ này dựa vào mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng mà thầy giáo đã nhắc lại cho chúng ta. Vậy đối với bài ví dụ thứ hai này thì chúng ta có thể giải ví dụ này như sau. Ta sẽ so sánh 2003 và 2004 và nhận thấy là 2003 nhỏ hơn 2004. Và ta cộng âm 35 vào hai vế của bất đẳng thức trên, ta sẽ được là 2003 cộng âm 35 sẽ nhỏ hơn 2004 cộng với âm 35. Như vậy là chúng ta đã chứng tỏ xong được điều mà ở ví dụ thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chú ý là tính chất của thứ tự cũng chính là tính chất của bất đẳng thức. Chú ý, tính chất của thứ tự cũng chính là tính chất của bất đẳng thức. Qua ví dụ thứ hai vừa rồi đấy. Chúng ta sẽ đi vào bài toán thứ nhất. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai, vì sao? Khẳng định A, âm 2 cộng 3 lớn hơn hoặc bằng 2. Khẳng định B, âm 6 nhỏ hơn hoặc bằng âm 2 nhân âm 3. Khẳng định C, 4 cộng âm 8 nhỏ hơn 15 cộng âm 8. Khẳng định D, x bình cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 1. Chúng ta quan sát vào khẳng định A. Như vậy khẳng định A vế bên trái của chúng ta sẽ có âm 2 cộng 3. Kết quả của chúng ta sẽ ra được là bằng dương 1. Dương 1 lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy điều này là sai.
Khẳng định B, âm 6 nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân với âm 3. Vậy ở đây chúng ta sẽ có âm 2, 2 nhân với âm 3 sẽ được bằng âm 6. Vậy âm 6 bằng âm 6. Điều này là chính xác. Khẳng định C, âm 4, 4 cộng âm 8 nhỏ hơn 15 cộng âm 8. Như vậy ở đây chúng ta có 4 và 15 thì 4 nhỏ hơn 15, cho nên cộng cả hai vế với âm 8 thì ta sẽ được 4 cộng âm 8 nhỏ hơn 15 cộng âm 8. Vậy đây là chính xác. Đối với khẳng định D, x bình cộng 1 nhỏ lớn hơn hoặc bằng 1. Như vậy x bình của chúng ta là luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy cộng cả hai vế với 1 ta sẽ được x bình cộng 1 luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy ta sẽ được điều này là chính xác. Vậy ta có thể giải thích ở phần A sai vì 1 nhỏ hơn 2. Phần B đúng vì âm 6 bằng âm 6. Và phần C là đúng vì ta có 4 nhỏ hơn âm nhỏ hơn 15. Cộng cả hai vế với âm 8 ta được 4 cộng âm 8 sẽ nhỏ hơn 15 cộng âm 8. Và khẳng định D đúng vì lý do x bình luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Ta cộng cả hai vế với 1 thì ta được x bình cộng 1 sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Đấy là ở phần bài thứ nhất ở dạng trắc nghiệm. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó chính là bức tranh bí mật. Chúng ta quan sát ở đây sẽ có 6 miếng ghép và tương ứng với mỗi miếng ghép sẽ là một câu hỏi. Và tương ứng với một câu hỏi sẽ có một câu trả lời chính xác. Và đằng sau 6 miếng ghép này sẽ là một bức tranh về một nhân vật bí ẩn mà chúng ta sẽ biết ngay sau khi chúng ta mở được 6 miếng ghép này ra. Bằng cách chúng ta sẽ trả lời lần lượt 6 câu hỏi. Đối với miếng ghép thứ nhất, câu hỏi 1, khi so sánh hai số A và B thì xảy ra mấy trường hợp? A 2 trường hợp, B 3 trường hợp, C 4 trường hợp, D 5 trường hợp. Vậy chúng ta sẽ có 3 trường hợp, đó chính là A lớn hơn B, A nhỏ hơn B và A bằng B. Đấy chính là 3 trường hợp. Câu hỏi 2, cho A lớn hơn B, hãy so sánh A cộng 4 và B cộng 4. Như vậy ở đây ta sẽ có A lớn hơn B, như vậy ta cộng cả hai vế của bất đẳng thức này với 4 thì ta sẽ được A cộng 4 lớn hơn B cộng 4. Như vậy đáp án chính xác ở đây đó chính là đáp án C. Câu hỏi 3, điền từ còn thiếu vào câu sau 3 trừ 5 là 3 chấm của bất đẳng thức 3 trừ 5 nhỏ hơn 0. Như vậy chúng ta điền ở đây là 3 trừ 5 là vế trái. Câu hỏi 4, đây chính là bài tập số 4 ở trong sách giáo khoa, trang 137. Đố: một biển báo giao thông với nền trắng và số 20 màu đen, viền đỏ. Chúng ta có thể quan sát ở trên hình. Vậy cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20 km/h.
Nếu ô tô đi trên đường đó với vận tốc là A thì A phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau? Cái thứ nhất, A lớn hơn 20. Cái thứ hai, A nhỏ hơn hoặc bằng 20. Cái thứ ba, A nhỏ hơn 20. Cái thứ tư, A lớn hơn hoặc bằng 20. Như vậy, ở câu hỏi này thì chúng ta nhận thấy là gì đây? Biển, nền trắng, viền đỏ, và ghi số 20 ở đây là vận tốc rồi. Như vậy thì chỉ cho phép được rằng vận tốc tối đa của các phương tiện là 20, có nghĩa là không quá 20 km/h. Vậy thì đáp án chính xác ở đây A phải nhỏ hơn hoặc bằng 20. Như vậy đáp án A nhỏ hơn bằng 20 là chính xác. Câu hỏi số 5, điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau. Khi cộng cùng một số vào hai vế của bất đẳng thức, ta được một bất đẳng thức mới 3 chấm với bất đẳng thức đã cho. Như vậy ta điền đây là điền cụm từ cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Câu hỏi 6, trong các trường sau, đâu là đẳng thức? A 3 nhỏ hơn 5, B 4 trừ 3 lớn hơn 0, C 6 cộng 5 bằng 11. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 nhỏ 5 đây là bất đẳng thức, 4 trừ 3 lớn hơn 0 cũng là bất đẳng thức. Vậy còn lại cái cuối cùng là C 6 cộng 5 bằng 11. Vậy đây chính là đẳng thức. Chúng ta hình dung đẳng thức có nghĩa là có dấu bằng. Đấy chính là đẳng thức, có nghĩa là bằng nhau. 6 cộng 5 bằng 11. Hai vế này bằng nhau gọi là đẳng thức. Và đây chính là miếng ghép đằng sau, là tấm ảnh đằng sau miếng ghép, 6 miếng ghép của chúng ta sau khi đã trả lời xong 6 câu hỏi. Vậy đây chính là nhà toán học Cauchy. Ông sinh năm 1789 và mất năm 1857, và là nhà toán học Pháp nghiên cứu nhiều lĩnh vực toán học khác nhau. Ông có nhiều công trình về số học, đại số, giải tích, vân vân. Có một bất đẳng thức mang tên ông mà có rất nhiều ứng dụng trong việc chứng minh các bất đẳng thức và giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các biểu thức. Bất đẳng thức Cauchy cho hai số đó chính là A cộng B trên 2 luôn lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của A nhân B. Với A lớn hơn bằng 0, B lớn hơn hoặc bằng 0, hay nói cách khác là A và B không âm. Bất đẳng thức này còn được gọi là bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân. A trên B, A cộng B trên 2 chính là trung bình cộng, và A căn bậc 2 của A nhân B chính là trung bình nhân. Do vậy, chúng ta có thể ghi nhớ thêm, mở rộng thêm cho chúng ta một bất đẳng thức, đó chính là bất đẳng thức Cauchy. Chính là A cộng B trên 2 luôn lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của A nhân B. Chúng ta ghi cái bất đẳng thức này vào vở. Dấu bằng xảy ra khi A bằng B. Như vậy, điều kiện của bất đẳng thức này chính là A và B phải không âm. Đấy, chúng ta sẽ ghi chi tiết cái bất đẳng thức này vào vở, và sẽ có rất nhiều các bài toán liên quan đến bất đẳng thức để ứng dụng bất đẳng thức Cauchy để chúng ta chứng minh bất đẳng thức. Đấy, vậy thì cái phần chứng minh bất đẳng thức như thế nào? Thì trong cái giờ mà luyện tập về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng thì chúng ta sẽ được nắm rõ chi tiết hơn về bất đẳng thức Cauchy này.
Như vậy vừa rồi là thầy giáo đã nhắc lại cho chúng ta một số kiến thức về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, rồi mở rộng thêm cho chúng ta biết được một bất đẳng thức mới, đó chính là bất đẳng thức Cauchy. Về nhà thì chúng ta sẽ ôn lại phần lý thuyết mà chúng ta đã học rồi. Cái thứ hai là xem lại các bài mà chúng ta đã chữa và các câu hỏi trách nhiệm mà chúng ta đã làm rồi đấy, và một số ví dụ ở trong bài của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm thêm một số bài tập như sau. Bài thứ nhất là giả sử A nhóm B và so sánh A nhỏ, A cộng 3 và B cộng 3, B A trừ 4 và B trừ 4. Bài này thì giống với dạng ở các ví dụ mà chúng ta đã làm. Bài thứ hai, cho A, B là hai số bất kỳ, chứng minh rằng A cộng B tất cả bình phương trên 2 sẽ lớn hơn hoặc bằng 2AB. Đối với bài số 2 này thì thầy giáo sẽ hướng dẫn chúng ta như sau. Thứ nhất là ta sẽ có A trừ B tất cả bình phương luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được A bình trừ 2AB cộng B bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta chỉ việc khai triển thẳng đẳng thức A trừ B tất cả bình ra. Đến đây thì chúng ta sẽ có được, chúng ta sẽ cộng cả hai vế của bất đẳng thức này với 4AB, thì lúc này ta sẽ được là A bình trừ 2AB cộng 4AB cộng B bình lớn hơn hoặc bằng 4AB. Sau đó chúng ta thu gọn lại, ở vế bên trái sẽ được là A bình cộng 2AB cộng B bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 4AB. Từ đây chúng ta sẽ rút gọn lại theo hàng đẳng thức, chính là A cộng B tất cả bình lớn hơn hoặc bằng 4AB. Đến đây ta sẽ thực hiện chia cả hai vế cho của bất đẳng thức này cho 2, thì ta sẽ được A cộng B tất cả bình trên 2 lớn hơn hoặc bằng 2AB. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các buổi học lần sau.